Đây thả diều tiếp. Này có gió. Hết gió rồi. Rồi giờ làm sao? Xe 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 qua đây. Lái. Xa xa dưới ơi, xa dưới ơi. Chưa. Rồi. Bệnh gì? Tìm đông y đâu mà thầy đứng đó không? Xuống ngọn cây ạ. Tầm đó là được rồi. Đứng này đó. Một tay cầm máy, một tay ro không được luôn á. Nhào, gió quá nhào.
Chiều dữ à, hôm nay có gió mà. Dướng dây, dướng dây, dướng dây. Đi qua đây, đi qua đây, đi qua đây đi. Kỳ vậy? Dướng một lâm đây. Cháu đi qua bên cái tràm không đây? Bạn thông cảm nha, tay cầm diều, tay cầm máy, quay nhiều khi quay không thấy con diều đâu luôn á. Diều nhào quay một tay, tay cầm cước. Ý da. Quá nhiều này, nhiều này nó giật quá, nhào 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 lên, lên lại, lên lại, lên lại. Gió à, hạ luôn rồi, hạ luôn rồi, rồi hạ đi một chút. Dữ quá, dữ quá. Con nào cũng đẹp hết. Vô nè. Xuống dưới kia hài đi. Rồi, một con. Hết gió đã xuống. Còn lại một con. Quá đầm. Con đại bàng nữa. Hả? Ông hai đâu rồi? Hai nào? Dìu ông hai rớt ngoài đường ra. Ờ, ông đi xuống dưới rồi. Rớt, rớt nó nhóc canh rồi. Ai canh? Ừ, bây giờ nữa. Ai canh? Ừ, quá mượn gì? Ông mấy cái thằng lắc ông hai cho biết, mượn cái gian rồi. Biết của ổng không? Dạ. Biết của ổng không? Không biết, con thấy nó dính thuốc ở trên gần cái ngộ luôn mà. À. Không ai được nó ngoài. Lượm rồi. Ông đi lượm nhiều rồi. Giấy màu tím. Ừ, cái giấy nó màu tím. Đúng rồi, ổng đi đâu rồi? Ông chạy xuống dưới rồi, bước ông chạy xuống dưới rồi. Rớt ngay đường luôn hả?
rớt trên cây. Không, gần tới đường luôn. Ủa mà không có cái cây là xuống đường rồi. Có kẹt cái cây hả? Đúng rồi, không có cái cây là xuống đường rồi. À. Không có cây là chung. Ôi mày, không có cây là chung luôn, chạy lên lắm rồi. Dì chú đâu? Dì vuông chú rớt dưới kia kìa. Hả, dưới kia kìa. Xuống dưới thầy. Bà Giang nó phía bên này nha. Bà Giang nó phía bên này nha. Đấy nó khả ngược đầu á. Điện ấy cho điện ta. Ấy, đi trở. Từ từ. Chờ chút. Từ từ. Từ từ. Anh em này gỡ gỡ lá điều mình đây, nắm lá điều gỡ đừng nó bứt lá điều của anh ta. Trời chút nó bị vô chạy anh tránh rồi rồi lên rồi đó. Kìm lại nha, đừng lo nữa nha. Dướng dây không? Được thẳng, lên thẳng luôn rồi. Phân lên nữa tụt á, chạy lên. Ít gió thì bay ngon. Chiều này gió mạnh quá tháo không được, nó giật cốp sườn. Qua đây con ơi, qua đây nè, đi qua bên đây nè. Vừa thùng thấy là cũng quá đẹp, quá trời vừa thân đẹp đó, mê hồn chưa, quá nổi luôn, vừa màu thiệt đẹp. Đó này cước này cước cước 14. Cái văn nó là
bằng với lại con diều khớp sườn. Văn nó hát á. Bớt gió rồi, quăng xuống rồi, giảm gió rồi. Gió yếu nha, gió yếu hạ nha. Đang hạ, đang hạ. Gió yếu quá. Do phân vô từ M1. Diệu đẹp cực kỳ. Yeah.